tất cả các bạn đã tới với tập 3 cũng là tập cuối của series biệt đội ba con sói và mình xin tự giới thiệu mình là sói bảy màu chu hoài bảo sói k huỳnh quang minh còn mình là sói tỷ hana giang anh xin chào, chào tất cả tạm các, tạm các bạn à. và chủ đề hôm nay của chúng ta đó chính là các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục mà dân gian người ta thường gọi là bệnh hoa liễu ơ đồ đó hả hoa liễu ơ đồ là cái gì là hoa lỡ yêu đó chị <laughs> không hiểu sao luôn á liên quan <laughs> nhắc đến chủ đề này thì chắc không nhiều bạn trẻ quan tâm đâu nhưng mà nó cực kỳ quan trọng các bạn ạ à. bởi vì mắc các bệnh lây truyền qua đường quan hệ sẽ cực kỳ nguy hiểm và chỉ cần sơ sẩy một chút xíu thôi là chúng ta sẽ toi đời ngay ừ, nghe có vẻ như tập này chắc chắn sẽ đem đến rất là nhiều những cái thông tin bổ ích cho mình để có thể bảo vệ cả đôi uh, trước những cái bệnh liên quan đến đường quan hệ tình dục thế bây giờ mọi người đã sẵn sàng chưa Sẵn, sẵn sàng Thì bây giờ điểm nhé một hai ba let's go, go. Yeah. yeah. bây giờ mình sẽ khởi động để uh, lấy tinh thần nào mọi người ơi khởi động đi khởi động khởi động dạ 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 sao mắt mình khởi động kiểu rồi lấy tinh thần lấy khí thế thôi rồi anyway hôm nay bảo sẽ làm host một người nắm quyền lực trong tay để hành hạ các sói nhà mình a hi hờ hi ok trò chơi hôm nay có tên gọi là hiểu ý đồng đội bảo sẽ đưa ra một từ khóa của các căn bệnh lây nhiễm qua đường tình dục và sau đó một số sẽ diễn tả và một số sẽ trả lời lưu ý nha nhất định là không được nhắc bất kỳ chữ nào trong từ khóa trên ok rồi bây giờ Sói ca, sói tỷ, ai sẽ là người trả lời và ai sẽ là người diễn tả đây? Thôi, sói tỷ uh, Miss Google. Rồi. Để đó, tỷ cứ trả lời đi. Tại sao lại cả... Miss Google? Đây là Miss các bệnh về <cười> <cười> về đường quan hệ tình dục thì có. À sói ca là diễn tả xịn hơn để đó em. Chị oh. không chắc là chị có thể đoán được nhiều lắm không nhưng mà chị nghĩ là từ điển của chị có phải dày. Nói chung là đoán đúng là do do, do em mà đoán sai là do chị. Nhưng mà biết nhiều ở đây không có nghĩa là bị bệnh nhiều rồi nhá. Excuse <laughs> me. Okay, are you guys ready? Uh, uh, yeah. okay. you guys ready? Okay. Okay, chuẩn bị nha. Mình dễ sợ. Một, hai, ba, bắt đầu thôi. Bắt đầu đi má. <laughs> Sao chơi kiểu đấy? Ờ, à. chờ mưa, lên rơm, rơm mọc lên. Mario, Mario ăn. Mario ăn. <laughs> biết rồi, nấm. Chính xác. À, bán cái gì mà mà không đúng luật pháp bán dâm buôn cái gì mà buôn dâm buôn không đúng luật bỏ qua pháp luật luôn à buôn, gỗ, buôn, gỗ, buôn, gỗ. Buôn thuốc viện. gỗ 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 đi, đi châu ai đi châu ai đi châu ai đi rồi đúng rồi đúng rồi đúng rồi đúng rồi tinh 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 à rồi đây là một cái bệnh mà ai cũng chích ngừa chích ngừa mà có một cái chữ cái trong bảng bạn chữ cái cái con của con bò, con của con bò Viêm gan B, Phúc wow. sắc Hú. Chị nghĩ ra cái đấy từ lúc em nói Trích ngừa rồi Ờ, uh, cái này dễ nè bệnh này uh, giai đoạn cuối là S H.I.V <laughs> này có hai chữ, chữ đầu tiên là Ờ, ừ, không có nhắc nha, chữ đầu tiên Chữ đầu tiên là tên một nghệ sĩ Chữ thứ hai là tên một bông hoa mình, rồi, mình, ơi, bắt hoa ngàn hoa cả mình bắt hoa đào Mình bắt họ đào miền Nam hoa gì? Chị không thích nói cái từ này ra Vì tên của chị là Giang à, <laughs> Nói đi, được công điểm Mình cảm thấy rất thương cho số phận những bạn nào có cùng tên với mình Giang Mai Đúng ừ, rồi Wow, các số nhà mình dẫu quá ta ơi <laughs> Và như các bạn cũng biết đó Mọi người đa số nghĩ là chỉ có bệnh HIVS Mới lây qua đường tình dục Nhưng thật sự là còn rất 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 nhiều bệnh khác mà không phải ai cũng biết đâu ấy nha đúng rồi tượng đài đây còn gì nữa <laughs> đây nữa cho nên ngày hôm nay tụi mình hãy cùng nhau tìm hiểu cụ thể hơn nhé chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với phần thảo luận và với chủ đề khó nhằn của ngày hôm nay chúng ta sẽ gặp lại anh bác sĩ đẹp trai thông thái đó chính là anh nguyễn tấn thủ yeah. uh. chào cả nhà tụi em chào anh thủ Hello, chào à. anh anh ơi, em có một câu hỏi đó là những cái bệnh hoa liễu ấy hay còn gọi là các bệnh lây truyền qua đường tình dục thì chính xác là như thế nào ạ? À? Bệnh hoa liễu hay là bệnh lây truyền qua đường tình dục là nhóm những cái bệnh nó do những cái tác nhân như vi khuẩn, vi nấm, ký sinh trùng, virus lây lan qua những cái tiếp xúc trong quan hệ tình dục giữa người này với người khác. Cái mầm bệnh đó nó có thể tồn tại ở trong những cái dịch tiết sinh dục, ví dụ như là tinh dịch của nam giới, À, dịch âm đạo của người phụ nữ à, nó có thể tồn tại trong máu, trong những cái à, vết lở loét trong những cái dịch tiết rồi trong những cái sang thương những cái mụn thịt à, và à, chính những cái à, cái cái sự tồn tại như vậy nó có thể lây lan khi mà mình quan hệ mình có những cái tổn thương có những cái trầy xước à, rất là nhỏ thôi nhưng mà nó vẫn đủ khả năng để mà lây nhiễm được các cái bệnh này. Thì hiện tại à, trên thế giới chúng ta à, thống kê có khoảng hơn 20 bệnh à, có khả năng à, lây truyền qua đường tình dục. À, được chia thành 3 nhóm nhóm thứ nhất là những cái bệnh à, lây mà có cái tác nhân là vi nấm hoặc là ký sinh trùng ví dụ như là nấm candida à, trùng rau âm đạo à, ghẻ hoặc là rận mu à, nhóm thứ hai là nhóm những cái bệnh do vi khuẩn kể đến đó là lậu à, gian mai và chlamydia và cái nhóm cuối cùng là những cái bệnh do virus ví dụ như là hiv viêm gan siêu vi b virus gây mụn à, rợp sinh dục hay gọi là hạt hoặc là virus gây mụn cóc sinh dục hay là thường dân gian hay gọi là sùi màu gà là do cái một cái chủng HPV gây ra. Anh Thủ ơi, em có một câu hỏi là vậy thì những cái bệnh mà lây truyền qua đường tình dục á nó nguy hiểm đến mức độ nào mà mình phải tránh xa vậy anh? Những cái bệnh này nguy hiểm chứ, tại vì rằng là cái ảnh hưởng của nó lên sức khỏe thì không phải chỉ gây ra những cái đau hay là những cái à, tổn thương lên trên cái cơ quan sinh dục như người ta vẫn nghĩ mà nó có thể gây ra những cái tổn thương những cái ảnh hưởng lên toàn bộ cơ thể. À, nó ảnh hưởng nghiêm trọng đến cái sức khỏe của người đó và thậm chí có thể gây tử vong một số cái tác nhân ví dụ như là hpv như này mình nói là virus gây u nhú quá. có một số cái tác nhân nó có thể gây ung thư à, một cái đặc điểm thứ hai rằng là những cái bệnh mà liên quan đến virus thì hiện tại chúng ta chưa có uh, thuốc chưa có một cái phương pháp điều trị đặc hiệu à, nôm na là nếu mà một người mà nhiễm những cái mầm bệnh ví dụ như là hiv viêm gan b bét hoặc là hpv thì người đó phải mang cái mầm bệnh đó suốt đời mặc dù chúng ta có thể kiểm soát được nhưng ta không thể mà trị khỏi hoàn toàn được. À, cái điểm nguy hiểm thứ ba là những cái bệnh này nó rất là âm thầm, nó có thể à, tồn tại, nó có thể không có gây một cái biểu hiện gì hết cho nên cái người mang bệnh cũng không biết và chính vì cái chuyện âm thầm như vậy có thể lây từ người này qua người kia, lây chưa kỳ kháng chiến luôn thì đó là ba cái đặc điểm khiến cho những cái bệnh lây trường tình dục nó trở nên nguy hiểm đối với cá nhân và đối với cộng đồng. à anh em có một câu hỏi giả dụ như là mình chỉ yêu không an toàn duy nhất chỉ một lần thôi thì mình có nguy cơ mắc bệnh lây nhiễm không ạ? À? Nhiều người nghĩ rằng là một lần chắc là không sao nhưng mà mình lấy một cái ví dụ nha nếu như một người ở quan hệ tình dục không có một biện pháp bảo vệ không sử dụng bao cao su với một cái người mắc bệnh lậu thì cái khả năng mà cái người đó lây bị lây bệnh đó, ở nam giới là khoảng 25 phần trăm còn nếu như mà là nữ giới thì nó có thể lên đến 50 phần trăm và như vậy thì kể cả mình quan hệ một lần đi chăng nữa khả năng lây bệnh nó vẫn có thể cho nên là, là cái lời khuyên rằng là mình tuyệt đối không quan hệ chân trần không quan hệ không bao cao su với những cái người mà mình không rõ cái tình trạng sức khỏe của họ mà phải được khẳng định bằng xét nghiệm. Anh ơi, thế đối với những cái bệnh mà lây truyền qua đường tình dục ấy thì sẽ có những cái biểu hiện như thế nào ạ? Nếu mà nói về triệu chứng á thì các cái bệnh lây truyền qua tình dục có thể biểu hiện một số cái triệu chứng lên trên cái cơ quan sinh dục của cái người mắc bệnh thì để cho các bạn xóa dễ hình dung thì anh chia thành ba nhóm nhóm thứ nhất là đau à, cái người đó sẽ bị đau ở cái cơ quan sinh dục à, đau tự nhiên tức là mình tự nhiên mình đau chứ mình không có cần phải làm gì hết rồi có thể đau khi mình đụng chạm đau khi mình đi vệ sinh và đau khi mình đi quan hệ tình dục đó thì đó là biểu hiện đau à, biểu hiện đau này thì nó có thể gợi ý là mình có bắt một cái viêm nhiễm nào đó và có nhiều khả năng là nó là cái bệnh lây truyền tình dục nếu người đó có cái tiền sử hành vi không có an toàn cái nhóm triệu uh, chứng thứ hai là bị tiết dịch bất thường uh, nôm na là chúng ta sẽ bị chảy mũ hoặc là bị huyết trắng ở nữ uh, chảy mũ thì có thể xuất hiện ở nam cái tiết dịch bất thường đó thì nó có thể xuất hiện ở cơ quan sinh dục và nó cũng có thể xuất hiện ở cái phần hậu môn nếu như người đó có cái quan hệ ngã sau À, cái nhóm thứ ba là nó có những cái biểu hiện sang thương bất thường ví dụ như nó bị lở loét nó xuất hiện những cái nốt nó xuất hiện những cái mụn những cái mục thì ta sẽ có ba cái nhóm là đau à, tiết dịch bất thường và có sang thương bất thường một số các biểu hiện kèm theo ví dụ như bị ngứa có một số người thì có thể bị đau cái bụng một cách nó giống như đau bụng kinh nhưng mà nó không phải đau bụng kinh thì à, những cái trường hợp đó cũng có thể gợi ý là một cái trường hợp bị bệnh là trường hợp tình dục thì khi mà có một trong các cái biểu hiện như vậy thì chúng ta nên nhanh chóng đến với một cái cơ sở y tế nào đó uy tín để chúng ta làm những cái xét nghiệm chúng ta được thăm khám để chúng ta chẩn đoán cái bệnh lây truyền tình dục để có thể xử trí có thể kiểm soát nó một cách kịp thời ồ về anh thủ ơi cho em hỏi một câu là có khi nào mầm bệnh nó ẩn mình mà không hề xuất hiện một cái triệu chứng nào không anh ồ một câu hỏi rất hay à, có chứ hồi nãy anh có nói rồi là cái bệnh nó có thể cái tính chất nguy hiểm thứ ba đó là nó có thể rất là âm thầm như vậy thì người ta thấy rằng là 50% những cái người mắc cái bệnh lây truyền tình dục có thể hoàn toàn không có một cái biểu hiện nào ra bên ngoài hết Người đó không nghĩ mình mắc bệnh luôn và vì mình không có triệu chứng gì hết Nhưng mà không triệu chứng không nghĩa là người này không lây like. à, Chứ như vậy thì là chúng ta thấy rằng là khuyến cáo là cho dù không có triệu chứng nào hết và nếu chúng ta có một cái đời sống tình dục tương đối là hoạt động chúng ta vẫn còn sinh hoạt tình dục thì khuyến cáo là nên làm xét nghiệm định kỳ mỗi 6 tháng một lần chúng ta đến một cái cơ sở y tế nào đó chúng ta làm những cái xét nghiệm tầm soát bệnh lây truyền tình dục chúng ta phải nói cụ thể như vậy để bác sĩ họ có cái thái độ làm cái xét nghiệm đúng cho chúng ta Bây giờ thì anh nói nhiều rồi bây giờ anh muốn đặt một câu hỏi với các em là có nhiều người nghĩ rằng là mình cứ quan hệ tình dục với những cái người thiện lành ví dụ như là vợ chồng nè người yêu nè người quen nè thì không có khả năng lây truyền các cái bệnh lây truyền qua tình dục như vậy thì là điều đó có đúng hay không theo em thì cái này chắc chắn là không đúng tại vì như anh vừa mới nói thì những cái bệnh mà uh, hoa liễu lây truyền qua đường tình dục ấy thì nó hoàn toàn có thể không có biểu hiện ra bên ngoài thì như thế có nghĩa là những cái người mà trông có vẻ ngoài hoàn toàn khỏe mạnh và bình thường thì thực ra cũng có thể là đang có nguy cơ nhiễm bệnh mà đúng không có thể là một ai đó bất kỳ ai đều có thể đang có một cái mầm bệnh trong người có thể là người thân của mình chẳng hạn nên là không biết được <laughs> Với lại các bệnh truyền nhiễm nó không chỉ đơn giản là các bệnh xa lạ như là lậu, sùi màu gà hay là giang mai ừ. Mà nó còn có thể là các bệnh như là nấm, ừ. như là rận hay là gậy lỡ Đấy rồi. là tất cả những cái bệnh mà mình hoàn toàn có thể mắc phải nếu như mà không vệ sinh kỹ càng Ờ đúng mà Mà bây giờ mọi người nhìn thẳng vào một cái thực tế đi Chẳng lẽ bây giờ tự nhiên mình chạy tới thẳng rồi mình hỏi Ủa anh có bị bệnh gì không vợ? Ừ. Trời đất ơi, ai mà không trả lời không đúng rồi. Anh ai... khỏe mạnh, anh bình thường ờ trời ơi một á là mình bị bệnh mà mình không biết hai là tâm lý ngại ngùng có bệnh mà giấu, bệnh mà giấu. nghĩ là không có sao đâu chẳng nhưng có mà... ai tự nhiên đi nhận ờ à, ừ. nhưng mà ví dụ như là người ta nói không không có bị bệnh mình cũng đâu có thể nào mà nhắm mắt làm liều nhào vô được đâu đúng không đó <laughs> à, cho nên các bạn nhớ nha yêu nhau là phải bảo vệ nhau đúng không cả nhà chuẩn luôn, luôn. À, các xó nhà mình quá xuất sắc thảo luận rồi đưa ra những cái thông tin rất là chính xác Yeah, yeah. À mà chị có một cái thắc mắc nhá Đấy là nếu như mà quan hệ qua đường miệng ấy Thì không biết là có lây nhiễm không nhỉ? Vẫn có khả năng nhiễm bệnh chứ Bởi vì cái cơ chế truyền bệnh á là các mầm bệnh nó sẽ ẩn ở trong các cái dịch sinh dục Sau đó nó xâm nhập vào cơ thể mình thông qua các cái vết xước Bởi vậy cho nên nếu như cổ họng mình, nứa mình Rồi cái vòng họng mà có vết thương là rất có khả năng mình bị nhiễm bệnh Ví dụ như hôm đó mình bị nhiệt miệng đó ha anh? Đúng rồi hoặc là nhỡ cắn vào môi một cái thôi Sầu răng à <laughs> sợ chưa các bạn sói nói rất là chính xác ha các cái bệnh lây truyền qua đường tình dục như là gian mai lậu clamidia, viêm gan siêu b thì người ta thấy là nó vẫn lây qua cái đường quan hệ tình dục bằng đường miệng mặc dù cái tỷ lệ nó thấp hơn là quan hệ tình dục bằng đường hậu âm đạo hay là hậu môn tuy nhiên nó vẫn có nha và người ta thấy là một số trường hợp là bị ung thư vòm họng do cái virus gây u nhú hpv một cái chủng nó họ hàng của cái màu gà thần linh ơi oh my god vậy yêu bằng đường miệng cũng phải đeo bao cao su ư? đúng rồi chứ còn sao chăng gì nữa thêm một cái thông tin nữa rằng là cái lớp gel bôi trơn của bao cao su Durax đó, nó khá là thân thiện và an toàn vào cái người sử dụng hoàn toàn có thể nuốt được mà không có sợ bị cái gì hết vậy ừ. ừ. các bạn ơi mình tuyệt đối không sử dụng chung một bao khi yêu bằng miệng cũng giống như là khi thâm nhập hậu cung nhé phải thay bao để đảm bảo an toàn. À, mà anh ơi, có nhiều bạn cho rằng á, các bệnh truyền nhiễm chỉ lây lan giữa nam và nữ. Vậy nếu mà nam nam hay nữ nữ thì có nguy cơ bị lây nhiễm bệnh không ạ? À? Một số người nghĩ như vậy nhưng mà nó không có chính xác ha. À, các cái bệnh lây truyền tình dục hoàn toàn không có chừa một ai hết. À, các cái nhóm những cái người đồng tính nam, nam quan hệ tình dục với nam à, vẫn có khả năng lây nhiễm à, những cái bệnh lây truyền tình dục nếu như họ quan hệ tình dục và qua ngã hậu môn mà không sử dụng bao cao su cái tỷ lệ lây nhiễm hiv qua đường quan hệ tình dục qua đường hậu môn á nó cao gấp 15 đến 20 lần so với quan hệ tình dục qua đường âm đạo À như vậy thì rằng là không phải là cứ nam với nam là mình có thể mình uh, quan hệ chân trần được hậu môn ấy, nó không có cái cơ chế của nó không có phải phục vụ cho hoạt động quan hệ tình dục cho nên nó không có bài tiết ra những cái dịch nhầy uh, nó khô hơn nó mỏng manh hơn uh, nó dễ bị trầy xước hơn và như vậy thì khi mà mình quan hệ uh, qua đường hậu môn mà không sử dụng biện pháp an toàn thì có khả năng lây các cái bệnh lây truyền đường tình dục đúng rồi em thấy chuẩn xác tại vì nói gì thì nói hậu môn cũng là cái nơi mà nó không có được sạch sẽ cho lắm ấy dù mình có khỏe mạnh đến đâu chăng nữa thì ở đấy ừ. sẽ luôn luôn có vi khuẩn nên là nếu mà mình quan hệ tình dục qua đường đó thì làm sao mình có thể đảm bảo an toàn được đúng không đúng rồi và các bạn sau vẻ màu ơi mình nhớ hãy đeo bao cao su khi quan hệ bằng củi sau nhé và đặc biệt nhớ dùng treo bôi trơn để bảo vệ cúc hoa tránh bị tổn thương vậy nếu với các bạn đồng tính nữ á anh thì cái nguy cơ quan hệ không an toàn nó có xảy ra không ạ à? cũng có chứ à, nếu các bạn đồng tính nữ thì có hai cái hành vi là có khả năng làm lây nhiễm các cái bệnh lây truyền tình dục à, thứ nhất là, là quan hệ vào những cái ngày đèn đỏ thì như vậy thì là sẽ có tiếp xúc với lại máu đúng không ạ à? à, cái thứ hai rằng là, là khi các bạn chia sẻ các cái dụng cụ tình dục ví dụ như là dương vật giả mà không có thực hiện những cái biện pháp vệ sinh hay là biện pháp bảo vệ Cho nên lời khuyên là khi các bạn đồng tính nữ à, sử dụng à, dụng cụ tình dục để mà tăng hoa cho cái cuộc vui á Thì hoặc là mình sử dụng riêng một mình cái đó của mình, mình không có chia sẻ nó với lại cái người bạn khác Hoặc mình sẽ sử dụng bao con su tương tự như là nam giới sử dụng vậy à mà anh ơi vậy làm sao chúng ta có thể ngăn ngừa được các bệnh truyền nhiễm lây qua đường tình dục ạ à? rất là đơn giản ha các xóa nhớ cái uh, nguyên tắc abc anh sẽ trình bày ha a là an toàn tuyệt đối là mình không quan hệ chân trần với uh, bất kỳ cái trường hợp nào mà bản thân hay là cái bạn tình của mình không có rõ cái tình trạng sức khỏe thông qua xét nghiệm uh, b là bên nhau chung thủy uh, thủy chung sẽ bảo vệ cho cả hai người tất nhiên là phải là thủy chung tuyệt đối có nghĩa rằng là hai người phải chung thủy với nhau chứ không phải một người chung thủy với một người không chung thủy thì đó là một cái đường lây à, và cái thứ ba là c có bao bên mình à, bất kỳ một cái lúc nào à, mình luôn luôn sẵn sàng mình luôn luôn chuẩn bị một cái loại bao cao su nào đó phù hợp với mình để mình có thể sử dụng và lưu ý là khi sử dụng phải sử dụng đúng cách nha anh có thêm một số các cái lưu ý nữa à, cho các em à, thứ nhất là mình phải giữ gìn vệ sinh thân thể trước và sau khi mình quan hệ tình dục thì mình nên à, vệ sinh cơ thể lẫn cái cơ quan sinh dục à, cái thứ hai là mình tuyệt đối à, hạn chế cái việc là quan hệ tình dục khi mà mình đang say xỉn mình đang sử dụng bia rượu hoặc là sử dụng kích thích à, cái thứ ba là mình định kỳ à, làm xét nghiệm kiểm tra à, những cái bệnh lây truyền tình dục mỗi 6 tháng một lần à, và cái thứ tư là nếu như mình phát hiện trên cơ thể của mình trên cơ quan sinh dục của mình À, có bất kỳ một cái dấu hiệu, một cái triệu chứng nghi ngờ nào à, của cái bệnh lây truyền tình dục thì mình phải nhanh chóng đến cơ sở y tế để mình khám bệnh, để mình xét nghiệm, để mình chẩn đoán và điều trị. Anh ơi, cho em hỏi thêm là um, anh có nói là nếu mà mình sử dụng chất kích thích như là uống rượu bia thì không nên có quan hệ tình dục thì em không hiểu là cái đó thì nó có liên quan gì đến việc nguy cơ mắc bệnh truyền nhiễm? Là nếu như một người à, sử dụng bia rượu, sử dụng chất kích thích thì họ mất kiểm soát và họ thường là họ sẽ thỏa hiệp với cái chuyện không sử dụng bao cao su coi như là quan hệ xong sáng mai không biết cái gì luôn thì làm sao biết tới cái bao cao su và cái thứ hai nữa là mình cũng dễ thấy là một người xỉn hay là một người đang trong cái trình trạng kích thích thì sử dụng sẽ rất là dễ sai phạm như vậy thì rằng là nếu như đang sử dụng bia rượu đang say xỉn đang sử dụng chất kích thích thì cái việc mà họ sử dụng các cái biện pháp an toàn là có thể là sẽ bị sai và có thể họ sẽ không sử dụng luôn như vậy thì nó làm tăng cái nguy cơ lây các cái bệnh lên tình dục Bây giờ thì anh có một cái uh, câu hỏi hóc búa dành cho các bạn Là uh, một số người nghĩ rằng là quan hệ tình dục mà uh, không bao con su Thì nó mới thể hiện một cái tình yêu chân thành Mới thể hiện cái sự dân hiến, mới là yêu trọn vẹn uh, Như vậy thì nó mới là tin tưởng lẫn nhau Thì các em nghĩ như thế nào? Cái việc thật lòng với cả tin tưởng lẫn nhau thì em thấy là nó cũng không liên quan gì đến cái chiếc bao cao su cả ừ. uhm, Tại vì là uh, nếu mà mình yêu nhau thì mình phải bảo vệ lẫn nhau đúng không? Mà cái mầm bệnh truyền nhiễm thì nó không chừa bất kỳ một ai cả Thế nên nếu mà mình yêu nhau thật lòng ấy thì mình phải quan tâm đến người mình yêu và bảo vệ người yêu của mình an toàn khỏi các bệnh truyền nhiễm chứ Ồ Thì Tị nói chính xác Bởi vì cơ bản là bởi vì cái bệnh truyền nhiễm nó có thể đến với bất kỳ ai mà không hề mang một cái dấu hiệu báo trước nào hết ừ. bởi vậy cho nên là phòng thủ và bảo vệ không bao giờ là tho xa phải không cả nhà đúng chưa kể là yêu mà không an toàn á sẽ khiến cho chúng ta có khả năng có thai khi cả hai chưa sẵn sàng lúc đấy thì làm gì còn thanh xuân rực rỡ <laughs> bởi vậy cho nên là yêu bằng con tim nhưng mà phải nghe lấy chế cho mấy chế ơi đối với bảo á viện cớ vì yêu mà không bảo vệ thì thật sự rất là ích kỷ ừ. yêu mà không tôn trọng lẫn nhau thì cái tình yêu này liệu có xứng đáng để chúng ta hy sinh và sống chết vì nó hay không ừ. theo bảo là vậy nè dù yêu ai đi chăng nữa chúng ta cũng phải yêu chính bản thân mình trước đã cho nên không có bất kỳ một cái lý do gì để phải thỏa hiệp mà không bảo vệ chính mình còn những ai mà cứ khăng khăng đòi không sử dụng ba cao su thì thank you net dùm bảo ngay và luôn nha 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 wow các xó nhà mình à, quá xuất sắc suy nghĩ rất là đúng đắn rất là chính chắn chúng ta không thể nhân danh tình yêu để mà yêu và không có biện pháp bảo vệ À, tôn trọng và bảo vệ thì mới giúp cho tình yêu nó lâu dài được Nhất trí Dạ tụi em cảm ơn anh Thủ Vậy là thời lượng của tập 3 trong series biệt đội ba con sói tới đây là đã hết rồi Các bạn hãy nhớ những điểm chính dưới đây nha Bệnh truyền nhiễm lây qua đường tình dục có thể xảy ra với bất kỳ ai Mà đôi khi chẳng có một cái dấu hiệu nào ban đầu rõ ràng cả Do đó sử dụng bao cao su là một biện pháp hiệu quả nhất Để bảo vệ ngăn ngừa khỏi các bệnh truyền nhiễm tiềm ẩn đó Luôn sử dụng bao cao su trong bất cứ hành vi tình dục nào Dù là yêu bằng cửa trước cửa sau hay là bằng miệng Và bất cứ hành vi tình dục không an toàn nào Dù chỉ là một lần duy nhất thì đều có thể tiềm ẩn nguy cơ nhiễm bệnh Và cuối cùng không nên nhân danh tình yêu để yêu không an toàn Bảo vệ cho nhau mới là bảo vệ cho tình yêu tích thực Và nếu các bạn muốn tìm hiểu thêm thông tin chi tiết Hoặc muốn tâm sự với các sói về chủ đề yêu an toàn Thì có thể truy cập vào website nha và nếu các bạn muốn mua những sản phẩm của Durex với mức giá ưu đãi hấp dẫn thì các bạn đừng quên truy cập vào đường link bên dưới nhé và bây giờ chào tạm biệt tất cả mọi người biết gọi ba con sói hiểu yêu bảo vệ